Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay có một khách hàng, một chú khách ở Bạc Liêu đặt mình ráp cho chú một cái solar box. Thì hiện tại cái solar box của mình hôm nay là mình không có làm ngang nữa mà mình làm đứng. Bởi vì một cái lý do nó đặc biệt là chú đặt mình cái box nhưng mà không có gắn ắc quy vào bên trong. Về về nhà thì chú tự bỏ cái ắc quy vào. Thì cái ắc quy của chú á, là chú sẽ bỏ hai cái ắc quy của xe đạp điện, mỗi một cái ắc quy như thế là 12V và 12Ah, thì chú sẽ để hai cái vào. Thì hiện tại mình đã lắp xong cái box cho chú và chú nói là không có cần phải lắp cái kích điện 500W vào. Thì cái box này thường mình bán, các bạn thấy là mình làm nó theo chiều ngang và mình tích hợp luôn cái kích điện sóng sin là 500W vào bên trong. Nhưng mà đối với cái box này thì chú đặt mình á, là chú nói là làm cái box thôi và kích điện để riêng bên ngoài cho chú. Thì mình thứ nhất là người dùng đã đặt mình như thế á, thì mình cũng không biết là khi mà về thì người ta sẽ sử dụng như thế nào, cho nên mà khi mà mình không lắp cái kích điện vào bên trong á thì buộc mình phải là làm sao cho cái độ an toàn khi người ta sử dụng cái kích điện bên ngoài cho nó phù hợp. Thì bây giờ mình xin giới thiệu qua. Đây là cái con điều khiển sạc Sure 30A. Thì mình đã cấu hình sẵn cho nó là nó sạc ở cái loại bình là bình bình xe đạp điện đó, là bình ắc quy chịu khô đó, là mình chọn ở chế độ B01 rồi, mình đã cấu hình sẵn rồi. Thì các bạn thấy đây cũng là hai cái nút nguồn để sử dụng ở hai cái jack này để mình sử dụng bóng đèn 12V, mình cắm vào đây hoặc là quạt 12V. Và ở phía trên này là công tắc nguồn. Công tắc nguồn tổng khi mình bật ở đây thì sẽ có điện cho cả hệ thống ha. Rồi phía sau thì hiện tại ở phía sau mình đã đấu như vậy rồi, có hai cái cọc của tấm pin năng lượng mặt trời vào rồi. Và hai cái cọc này thì tí xíu nữa mình sẽ gắn cái cọc đỏ và cái cọc đen vào nữa, là thành hai cái cọc âm dương. Và hai cái cọc này là chú nói là chú dùng cái kích điện. Thì mình làm cái cọc lớn cho chú ha. Làm cọc lớn cho chú. Thì chú đặt mình một cái kích điện này. Cái kích điện sóng sin 500W này chú để bên ngoài. Và mình cũng không biết là chú sử dụng những cái thiết bị gì. Thì cái này mà mình cũng đã nói với chú là cái công suất liên tục của nó là 300W. 300W là sử dụng liên tục đó ha. Rồi mình bỏ ra ngoài. Và một cái điều đặc biệt hôm nay mình muốn giới thiệu cái box này cho các bạn biết một cái điều đặc biệt nữa, là mình đã có tích hợp bên trong này. Các bạn thấy đây là thiết bị gì? Nó là thiết bị này đây. Đây là các bạn hơi hơi chói đèn quá, các bạn khó nhìn lắm ha. Thì ở đây là cái relay 12V và cái dòng chịu tải của nó là 90A. Đó, các bạn thấy ở đây nè. Các bạn nhìn để mình lấy gần lại ha. Cũng hơi rất là hơi khó thấy ha. Đó, 90A. Thì mình đã tích hợp vào bên trong này. Mục đích đó là để tăng cái dòng tải khi mà chú đấu cái kích điện vào bên trong này ha. Và như thế này, mình cũng xin giới thiệu luôn. Ở cái bộ điều khiển sạc của mình á thì nó sẽ có là hai cái dây của mặt trời vào, tiếp theo là hai cái dây của bình ắc quy và tiếp theo nữa là hai cái dây để cho ra tải. Thì ở cái cổng ra tải này các bạn lưu ý. Ở đây nó rất là đặc biệt nha. Ở hai cái cổng này nè là hai cái cổng ra tải. Thì ở hai cái cổng này á, khi chúng ta sử dụng các cái thiết bị á, thì cái dòng tải nó chịu tối đa là khoảng 15A thôi. 15A cho cái hệ là 12V. Thì các bạn cứ lấy 15 mà nhân lên cho 12 mà nhân lên cho 15 là 120 với 5 là khoảng 180W, là nó chịu được cái công suất của thiết bị là 180W thôi.
có thể là nó cao hơn khoảng 200W, nhưng mà cao nhiều quá, cao hơn là khoảng nếu mà 300W. Nếu mà 300W liên tục như cái kích này nè thì ở chỗ cái cổng tải này nó sẽ không không chịu nổi ha các bạn. À, cho nên là mình mới gắn thêm cho chú một cái relay 12V này nè, 90A để nó chịu được ha. Thì mình giới thiệu đặc giới thiệu sơ lược qua cho giới thiệu chi tiết cho các bạn biết ở chỗ này. Lợi dụng cái tính năng điều khiển mà chống xả sâu của cái bộ điều khiển sạc này nè. Thì khi ở cái chế độ mà nó cái bình nó hạ xuống là mình cài đặt sẵn, mình tùy ý mình muốn cài đặt là cái bình nó xuống khoảng 11V là cái cổng này, cái cổng ra tải ngay chỗ này nè các bạn, nó sẽ ngắt đi, nó không cho ra tải nữa. Thì lúc đó thì lúc mà nó ngắt á thì cái relay này nó cũng ngắt luôn. Ngắt luôn thì cái thiết bị tải của chúng ta, cái kích điện của chúng ta nó sẽ ngắt đi, nó sẽ không hoạt động nữa. Thì lúc đó là nó sẽ bảo vệ được cái ắc quy của chúng ta không có bị xả sâu ha. Ở đây là mình không có gắp thêm cho chú ấy một cái mạch để mà chống xả sâu. Thì cái mạch đó nó là ở trên mạng bán cũng rất là nhiều ha, và nó rất là đắt nha. Nó khoảng tầm 300-400 ngàn, thì có những cái shop bán 300-400 ngàn đối với cái mạch đó đó. Mà hôm nay thì mình sử dụng một cái relay này thôi. Một cái relay này thì khoảng tầm tùy nơi mua, thì cái con này là khoảng từ 15 ngàn cho đến 30 ngàn thôi, là tùy ở mỗi nơi nó sẽ bán khác nhau ha. Cái con này là mắc là 90A đó các bạn, 12V 90A. Rồi, con này 4 chân nè ha. Thì sau đây mình sẽ test cho các bạn xem cái chức năng hoạt động của cái con này ha. Cái con đó nó sẽ nằm ở đây nè, nằm ở vị trí này. Các bạn thấy ở trên cái bàn của mình á, hiện tại là có một cái bộ bình mình đang lắp sẵn nè, mình cũng sử dụng điện mặt trời đó, mà cái bộ này là mình để dành mình test nè. Thì cái bình ắc quy của mình là 12V và 30 Ah nha. Thì mình sẽ đấu cho các bạn xem. Thì mình làm cái bóc sẵn cho chú nè. Thì đây là cái dây âm dương của bình. Thì chú nói là chú bỏ hai cái bình ắc quy 12A, 12Ah vào bên trong. Thì mình sẽ để như thế này. Một cái ở đây, và lấy cái tấm bìa gì đó mình ngăn phía trên, và mình để thêm một cái bình nữa, là hai cái bình nó sẽ vừa đủ cho đây ha. Và ở đây là đấu song song ra. Đây nè, hai dây này là vô hai cọc âm của bình. Đây, hai dây này là vô hai cọc dương của bình. Vậy là xong ha. Và bây giờ mình kẹp thử cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ kẹp cái bình này vào bên trong. Đây, khi mình kẹp vào thì cái con điều khiển sạc của mình nè, nó nhận diện cái bình của mình là 12V 12V7. Và cái ở trên cái con điều khiển sạc á, các bạn thấy nó sẽ có cái bóng đèn ở đây. Cái bóng đèn ở đây ha. Thì là hiện tại nó đang cho ra tải. Và bây giờ mình nhấn cái bóng đèn này, các bạn sẽ để ý. Các bạn sẽ lắng nghe cái relay của mình nó nhảy nha. Bạn sẽ ngắn lắng nghe cái relay của mình á, bên trong này nó sẽ nhảy một cái cọc một cái ha. Mình nhấn đây nè. Đó, các bạn nghe tiếng cọc không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay ra sau lưng cho các bạn xem nè. Đây các bạn thấy cái con relay nó đang có bóng đèn, nó báo là nó đang hoạt động nè. Thì cái cổng tải ở phía trước này nè. Bây giờ mình sẽ nhấn cái cổng tải phía trước này mình tắt đi nè. Thì con relay nó sẽ tắt luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì mình lợi dụng cái tính năng lợi dụng cái tính năng sẵn có của cái con điều khiển sạc này.
Mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem cái con điều khiển sạc này ha. Mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn xem cái tính năng của nó nè. Thì ở đây bạn chọn chế độ nè. Hiện tại là bên mình là 12.7 nè. Mình sẽ chọn qua. Đây là nhiệt độ thiết bị nha. Và tiếp theo là tấm pin mặt trời xuống là 0A. Thì hiện tại mình không có đấu pin mặt trời. Và tải ra là 0.1A. Là nó đang tải cho cái relay đó. Nó đang tải cho cái relay này ở phía sau nè. Là 0.1A. Đây. Nhắn lời cho các bạn ha. Đó, và nó sạc ở cái chế độ là 13.7 là nó bắt đầu nó sẽ sạc thả nổi nha. Là cái bình của mình là nó sẽ đầy đó và bắt đầu nó sẽ sạc thả nổi. Và đây là 12.6 nè, khi cái bình mình nó xuống hết bình á và khi sạc đầy trở lại á, đúng 12.6 nó sẽ bật tải lên ha. Và đây là 10.7 nè. 10.7 là khi cái ắc quy của chúng ta nó hạ xuống 10.7V thì tự động cái con điều khiển sạc này nó sẽ điều khiển cái cổng này ngắt tải đi, nó không cho hoạt động tải nữa. Và khi ngắt tải thì cái con relay của chúng ta nó sẽ tự tắt luôn. Nó tắt thì thiết bị của chúng ta kích ở bên ngoài, kích ở bên ngoài mà chú đang sử dụng cái kích điện này nè mà tải liên tục là 300W đó là nó sẽ ngắt luôn. Nó sẽ bảo vệ cái ắc quy của chúng ta ha. Đó là mình sẽ xin giới thiệu qua như thế. Và những cái thông số ở trên này, những cái thông số này nè, 12.6 này mình có thể giảm xuống là 12V. Khi nó sạc lại 12V thì chúng ta sẽ cho ra tải ha. Và ở đây là 10.7 nè, là mặc định mình có thể tăng lên. Để mình bảo vệ các quyền mình tốt hơn là mình sẽ tăng lên 10.8 hoặc là 11V gì đó. Thì khi cái bình của mình nó hạ xuống còn 11V đó, thì nó sẽ ngắt tải. Thì khi các quyền của chúng ta mà đầy là 13.7 và chúng ta để khoảng một thời gian chúng ta không xài thì cái điện áp nó sẽ trung hòa lại, nó sẽ còn lại khoảng 12.8, 12.9 là cái bình của chúng ta nó đang ở cái trạng thái là đầy, giống như là 12.7 nè, thì cái trạng thái bình này nó cũng gọi là đang đầy đó. Thì khi mà cái bình của mà của chúng ta xài, nếu mà tốt nhất là chúng ta xài khoảng 70% dung lượng đó thôi, chừa lại 30% dung lượng của nó thì mình không có xả sâu. Thì khi mà nó xuống còn 11V thì chúng ta cho nó ngắt tải là được rồi. Còn các bạn muốn xả sâu thêm chút nữa thì như mặc định cái con này nó là 10.7V đó. 10.7V. Đây là cái chế độ ngắt tải của nó ha. Và mục đích của mình, để mình nói lại một lần nữa, mục đích của mình gắn cái con relay này vào. Con relay này vào bên trong. Và bên trong cái máy này á, là lý do là mình không biết người dùng khi mà họ về á, họ sử dụng cái kích điện này của mình để họ tải những cái thiết bị gì. Nếu mà lỡ như họ tải cái thiết bị mà nó liên tục mà 3.000W á, liên tục mà 3.000W thì cái con điều khiển sạc này, nếu như chúng ta cho nó cái dòng tải nó ra trực tiếp ngay chỗ này luôn, ngay cái cổng tải này nè, thì nó rất là nóng ha, nó sẽ không chịu nổi. Cho nên là hôm nay mình chỉ lấy cái chỗ cái cổng tải này nè, mình làm tín hiệu thôi. Mình làm tín hiệu để điều khiển cái relay, cho cái relay nó chịu tải ha. Cái relay của mình là tới 90A lần. Đó, thì thường các cái kích điện mà lúc trước mình lắp sẵn á, thì mình sẽ không có lắp relay. Thì mình lắp sẵn cái kích điện ở phía bên trong cái máy này luôn á. Thì mình không cần lắp relay gì các thứ ha. Nhưng mà đối với mà dùng cái kích điện riêng bên ngoài á, thì mình buộc phải làm như thế để cho nó an toàn hơn. À, rồi hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu cho mọi người một cái bộ solar box cái kiểu đứng như thế này ha. Thì khách hàng lấy cái box này về và khách hàng tự lắp các quy vào. Và lắp gọn vào bên trong này cũng được. Đối với hai cái ắc quy 12V 12Ah thì lắp vào đây thì sẽ được cái hệ là 24Ah, 12V 24Ah ha. Hoặc là chú dẫn dây ra ngoài, chú dẫn dây ra ngoài, chú đấu cái ắc quy lớn hơn, to hơn một chút nữa để chú đấu những cái tấm pin vào bên trong này. Đó là hôm nay là một cái điều đặc biệt mình giới thiệu đến mọi người. Cái bóc mình mới vừa làm.
Đặc biệt thứ nhất là cái bóc mình làm cái kiểu đứng ha. Và cái thứ hai, cái đặc biệt thứ hai là mình có tích hợp thêm một cái con relay này để chịu tải. Thay vì mình dùng cái mạch điều khiển mà chống quá tải, tức là chống xả sâu cho ắc quy, thì cái mạch đó nãy mình cũng có nói giá nó rất là cao ha. Cho nên là mình làm sao mà tiết kiệm được cho người dùng, tiết kiệm được bao nhiêu thì mình cứ tiết kiệm, để cho khi mình lắp đặt cho người dùng cái giá thành nó thấp nhất nhưng mà cái độ bền và cái độ an toàn nó cao nhất ha. Đối với cái mạch mà chống xả sâu thì nó là thiết bị điện tử, nó là cái thiết bị điện tử, linh kiện điện tử. Giống như những cái mấy cái mạch này thì các bạn thấy, nếu như mà nó là linh kiện điện tử mà nó cũng dễ hư lắm đó. Và khi mà nó hư thì mình tốn tiền mình mua, nó giá thành nó cũng khá cao ha. Còn đối với cái relay này thì nó rất là bền đó. Nó rất là bền mà nó giá rẻ nữa, nó có hư thì mình cũng rất là dễ thay thế, chỉ có 4 sợi dây để mình đấu thôi, rất là dễ luôn. Có hư thì khách hàng tự đi mua cái con này rồi về rồi cứ nhìn theo dây này mà gắn vào là xong đó. Thì hôm nay mình cũng xin giới thiệu một số cái điều đặc biệt ở cái bóc của mình làm. Thì cái bóc này là mình làm cho một chú khách ở Bạc Liêu, chú đặt mình một cái bóc này gáp sẵn, rồi thêm một cái con điều khiển sạc này nữa, thêm một con điều khiển sạc này và một cái kích điện sim chuẩn 500W. Và chú dùng hai cái ắc quy 12V 12Ah đó, thì chú hỏi là chú dùng tấm pin nào thích hợp mà nó tiết kiệm tiền, thì mình cũng tư vấn cho chú là chú dùng cái tấm pin mono 60W là được. Chú nói để nạp trong ngày cho nó đầy thì mình mới rồi dùng cái tấm pin mono 60W. Thì tổng là chú đặt mình như thế. Rồi, cuối cùng xin chào tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình ha. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc.